thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng nay, ngày 21 tháng 8, Học viện Quân y tổ chức lễ xuất quân cho 295 cán bộ, bác sĩ, học viên của Học viện tăng cường vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19. Đoàn công tác do đại tá Nguyễn Anh Tuấn, hệ trưởng hệ sau đại học làm trưởng đoàn, trong đó có 113 bác sĩ là học viên sau đại học đang học tập tại Học viện Quân y, hai cán bộ và 180 học viên năm thứ tư. Sau khi vào phía Nam, Đoàn sẽ chia thành 60 tổ quân y lưu động, mỗi tổ gồm 2 bác sĩ và 3 học viên. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đoàn công tác có nhiệm vụ hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng cơ động dưới sự chỉ đạo, điều phối của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch phía Nam. Công việc cụ thể của 60 tổ quân y lưu động là tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vaccine, quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường, quản lý, chăm sóc các trường hợp F0, cách ly, điều trị tại gia đình, phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao, giao nhiệm vụ cho đoàn công tác. Trung tướng Đỗ Quyết, giám đốc học viện quân y nhấn mạnh, hiện nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh và đồng bào miền Nam đang rất cần sự giúp đỡ của những người lính quân y. Do đó, các bác sĩ, học viên phải trở thành những chiến sĩ xung kích mang phẩm chất của bộ đội cụ hồ cùng y đức để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ lần này. Theo Trung tướng Đỗ Quyết, đoàn công tác đi tăng cường còn thực hiện vai trò là bác sĩ đến tận cơ sở đến từng nhà phát hiện, chăm sóc, điều trị, phòng chống COVID-19 và cả những bệnh nền khác cho người dân. Theo Trung tướng Đỗ Quyết, ngoài 60 tổ quân y lưu động xuất quân sáng nay, sẽ có thêm 600 y bác sĩ, học viên của học viện tiếp tục vào Nam Chi viện chống dịch vào ngày 23 tháng 8 tới đây. Đối với các học viên, bên cạnh việc đi lấy mẫu xét nghiệm, sẽ thực hiện việc xuống chăm sóc bệnh nhân tại nhà, tại khu phố và làm bất cứ nhiệm vụ gì khi người dân yêu cầu. Hơn bao giờ hết, lúc này phải phát huy tinh thần trách nhiệm phát huy những kiến thức đã học được để phục vụ cho người dân